Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 tỷ token có hiệu là The Rarit, có 5 đô. Thì chương trình để góp này phân phối vào ngày 12 tháng 7 này. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video bấm từ start chatbot này. Rồi bạn bấm continue lướt cấp trang các bạn. 26 rồi các bạn làm nhiệm vụ với các bạn nhận khá là nhiều tập cần luôn, có 5 đô các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho lên gấp nè, rồi bạn mới đắp lên nè, cho tiếp kênh seller nè, tiếp tục con follow và từ viết bot nè, xin tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè. Bằng like các bạn chỉ nhận từ viết nha bạn. Rồi các bạn ta về các bạn mình từ quýt lại nè bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm don. Tiếp tục xoắn tiếp kênh channel xong thì các bạn bấm don nha bạn. Rồi tiếp tục like về từ quýt. Chiếc hashtag này các bạn copy hashtag này nè. Rồi các bạn vô đây các bạn từ quýt nha bạn. Like các bạn tự quýt lên đi các bạn, chích dẫn như tự quýt nè, nhớ tát cho ba người, tăng ba người bạn vào các bạn. Rồi các bạn điền lại username tự Twitter của tôi, các bạn đã tự quýt dự án các bạn. Về này là hàng chính. Rồi bạn ở support luôn. Tiếp tục xuân tiếp kênh seller, bạn đã xuân xong, bạn đắp lại trên ngũ gấp 6, bấm don. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB sẽ mất trên bet 20 trên chocolate nha bạn. Bạn sẽ chép địa chỉ trên nguồn gấp 6 là một nguồn gấp khá là uy tín nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lên ghép chia sẻ trong bè những thân để kiếm được token nha các bạn. Vậy video này đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.